Nhanh Như Chất là chương trình được chiếu mỗi thứ bảy hàng tuần với dàn khách mời là các nghệ sĩ nổi tiếng cùng tranh tài bằng cách trả lời các câu hỏi mèo đôi khi là kiến thức, vui nhộn để giành chiến thắng. Câu hỏi tăng dần đến mức khó nhưng phần nhiều là câu hỏi kiến thức chung mà chỉ cần tinh ý hay chăm đọc tin tức một chút là bạn có thể trả lời dễ dàng. Nhắc đến khách mời khiến khán giả muốn phát điên khi nghe câu trả lời không thể không nhắc đến cái tên nữ streamer Linh Ngọc Đàm. Không hiểu có thù hằn gì với chương trình hay không mà mỗi lần tham gia, cô nàng đều không chịu chuẩn bị kiến thức gì hết rồi cứ thế chém đại những câu trả lời hết sức ngô ghê. Mà tất cả những câu hỏi đều là kiến thức rất cơ bản thời đi học, hầu như ai cũng biết. Streamer Linh Ngọc Đàm khiến đồng đội cùng chơi và dân mạng cạn lời khi tính bẫy trong Nhanh Như Chớp. Khi Trường Giang đặt câu hỏi là một bài thơ thất ngôn bát cú có bao nhiêu chữ, thì nữ streamer vô cùng ấp úng, bắt đầu tính nhẩm trong đầu, thậm chí còn định chơi đáp án là 10. Nhưng trước sự phản ứng của Trường Giang và đồng đội, cô nàng đã suy nghĩ thêm. Mặc dù đã suy luận được bài thơ thất ngôn bát cú là bài thơ có 7 chữ và 8 câu thế nhưng cô nàng vẫn không thể tính được đáp án trong phép nhân. Thậm chí Trường Giang còn khẳng định rằng, sai cái gì thì có thể sai chứ phép nhân thì không thể. Trước sức ép của dị và thời gian trôi qua nhanh, cô nàng đã trả lời rằng 7 khiến ai cũng cạn lời. Nhiều người cho rằng đây là câu hỏi quá dễ bởi vì chỉ cần dùng phép nhân là ra kết quả. Thì lại Nhanh Như Chớp một lần nữa, cô nàng còn thể hiện sự thiếu kiến thức trầm trọng hơn nữa. Đến mức Trường Giang còn phải ngao ngán thốt lên, em không hề có sự liên tiếp, chỉ một đáp án duy nhất. Tim Linh Ngọc Đàm khiến khán giả thất vọng về kiến thức của cô nàng trong tập phát sóng chương trình Nhanh Như Chớp. Trong 8 câu hỏi chương trình đưa ra, nữ streamer chỉ trả lời đúng được 2/8 câu và cứ đến những câu hỏi kiến thức xã hội là cô nàng lại vô cùng ấp úng. Người xem không khỏi bất ngờ khi Ngọc Linh không thể trả lời được cả những câu đơn giản như sân bay lớn nhất Singapore tên là gì, dãy núi nào ở miền Trung có sự phân chia khác biệt giữa hai miền Bắc và Nam, thậm chí cũng không biết lời hát kinh điển Sống Trong Đời Sống Cần Có Một Tấm Lòng nằm trong tác phẩm nào của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nếu lần tham gia trước, nữ streamer lúng túng với câu, một bài thơ thất ngôn bát cú có bao nhiêu chữ, thì lần này dân học tiếp tục làm khó cô nàng. Dị bỏi, bài thơ Bánh Trôi Nước của Hồ Xuân Hương thuộc thể thơ nào? Mặc dù đã nhanh nhảu đọc lại hai dòng thơ đầu nhưng cô nàng vẫn hồn nhiên trả lời là thể thất ngôn bát cú khiến ai xem cũng cạn lời. Chắc cô giáo văn của cô nàng khi xem cũng phải ngậm ngùi khóc thét, không dám nhận học trò mất. Cứ hỏi kiến thức xã hội là cô nàng lại mù tịt thế này đây. Dưới phần bình luận là vô vàn chia sẻ thể hiện sự thất vọng của người xem về kiến thức hiểu biết của nữ streamer Linh Ngọc Đàm. Nói ra fan của mấy bạn lại tự ái nhảy sổ lên chứ bạn gái này nên đầu tư thêm kiến thức trước khi tham gia đi chứ. Bạn Lê Dân bình luận. Em này chơi tệ hết sức. Cứ ngỡ đọc lại thơ tự tin như vậy ai dè vẫn nói trật lất thể thơ của người ta. Cái đơn giản mà còn không biết chắc có chữ nào năm xưa học văn em trả cô giáo hết rồi, bạn Diệp Si chia sẻ. Nhìn mặt ngắn ngẫm là thấy rõ. Mong chương trình bớt mời các bạn streamer này về thôi, xem đã nhạc còn không trả lời được câu hỏi nào hết, tài khoản Trung Pham cho biết. Xinh gái nhưng vẫn cần học hỏi nhiều nha Ngọc Linh ơi.